tanto como fa. Mà lần đầu tiên đây mình là nhân vật chính của cái buổi lễ này, cảm xúc của Thùy lúc này như thế nào? Đối với các đại thủ ai cũng muốn sẽ có được một lần nhận danh hiệu cao quý này. Đối với các đại thủ hiện tại giờ lúc này đang rất là hạnh phúc, cảm thấy về bản thân coi như mục tiêu của mình cá nhân đã đặt ra, muốn có một danh hiệu cao quý như thế này đó. Sau trong việc bài tập luyện không ngừng cố gắng là ngày hôm nay đó. Thùy thì với cái lần đầu tiên này thì thấy là em rất là phấn khởi. Mời gia đình mình vào đây nữa để cùng tham dự với em trong cái sự kiện này thì có phải vì cái lần đầu này rất là vinh dự nên là em muốn có sự chứng kiến của gia đình? Đối với cá nhân em thì lần đầu hay là một vận động viên nào khác thì cái lần đầu nó luôn là gọi là rất là đáng trân trọng. Em muốn là dù em thất bại hay là dù em thành công như thế nào thì gia đình em cũng đã ở bên em, thì khi em thành công hay là được một cái nhận cái điện thoại vinh cao giá này thì em muốn có sự góp mặt của mẹ em, có anh chị em. Rồi, ok, cảm ơn rồi. Cảm ơn anh. Mọi người ơi, em có được.